Thật sự xe hybrid mới chỉ là sự lựa chọn của số ít người dùng. Thậm chí xe hybrid còn bị xếp vào phân khúc xe sang với giá bán tương đối cao cùng chi phí sử dụng lớn do chưa có hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng rộng rãi. Đơn cử như một bộ pin của Toyota Highlander Hybrid 2015, dù rất hiếm khi hỏng hóc, có mức giá thay thế khoảng 144 triệu Việt Nam đồng. Với những mẫu xe hybrid của thương hiệu xe sang như Lexus, Porsche hay BMW, số tiền này có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Bộ điều khiển động cơ hybrid sẽ tính toán dựa vào tốc độ và điều kiện đường xá, sẽ quyết định khi nào dùng động cơ đốt trong, khi nào dùng mô tô điện, khi nào dùng song song cả hai, và khi nào sạc điện vào pin để tối ưu hiệu năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhưng trung bình quãng đường di chuyển bằng xe ô tô hàng ngày của người Việt không cao, chỉ vài chục km, lượng nhiên liệu tiết kiệm được chưa đủ thuyết phục khi so sánh với khoản chi phí mua và sử dụng lớn nói trên. Một tiền ga, ba tiền thóc cũng là lý do khiến người dùng chưa thật sự an tâm khi chọn xe điện. Vấn đề tiếp điện cho xe và rác thải pin của xe khi hết hạn sử dụng cũng là một nỗi lo lớn đối với người sử dụng và nhà nước. Về rác thải pin khi hết hạn sử dụng thì còn gây ô nhiễm và độc hại hơn nhiều so với các rác thải xăng dầu. Tiếp điện cho xe cũng là một vấn đề đối với người sử dụng khi các trạm sạc điện tại nước ta thực sự vẫn còn quá ít, không phổ biến như các nước trên thế giới. Phải bao lâu nữa thì ô tô sử dụng động cơ điện và hybrid mới thật sự trở thành xu hướng hàng đầu tại nước ta?